Chào tất cả các bạn đến với channel Code là Ghiền. Hôm nay chúng ta sẽ nói về phần cứng, về cổng logic. Thì cái này là căn bản để mà nó thiết kế nên cái máy tính của chúng ta, computer hay là những cái bo mạch cho những kỹ sư mà nghiêng về phần cứng. Thì chúng ta cũng cần biết một chút đỉnh để mà hỗ trợ cho việc lập trình của chúng ta. Rồi, chúng ta bắt đầu đi nha. Rồi, thì cái cổng logic là gì? Tiếng Mỹ á, người ta gọi là logic gate. Để mình cũng có Google rồi, để mình bật qua cho các bạn xem nha. Thì đây phía dưới này. Đây, để mình làm lớn lớn lên chút xíu. Đó, cái này là quá lớn luôn. Đó, thì chắc các bạn cũng nghe khái niệm sơ về những cái này là cái gì ha. Mình cũng có cái cổng nè, ví dụ như cổng NOT nè, cổng EN nè, cổng O nè, cổng NEN nè, hay cổng NO nè, cổng SO nè. Đó, thì tiếng Mỹ nó là như vậy. Thì cái này á, tiếng Việt là cổng NOT nè, tức là rồi cổng VA nè, rồi cổng HOặc nè. Đó, rồi cổng này là NOT VA nữa. Đó, thì những cái này là cái gì? Thì hết video này là các bạn sẽ biết. Còn nếu mà các bạn biết rồi thì chạy nhanh nhanh lên. Rồi, thì cái cổng cổng NOT này á, là cái quái gì đây? Tức là khi mà mình cho input vô ở bên tay trái, mình ra tay phải nó ngược lại. Thí dụ mình nói bên tay trái mình nói đúng, thì bên thằng ngược lại, cái cổng này là cổng nói dốc đó bạn. Nó sẽ nói mình nói sai. Còn nếu mình nói nó sai thì nó sẽ bảo là đúng. Đó, cái cổng này chia ngược lại. Thì sẵn đây nhắc lại luôn là tất cả mọi thứ nó giống như là một cái object. Các bạn nhưng coi những cái video khác thì các bạn đã thấy rồi. Mọi thứ nó là một cục. Thấy không? Nó có input vô. Rồi ở trong nó làm gì cây bà nó. Mình cũng không cần biết nó làm sao. Mình muốn biết thì cũng được. Nhưng mà tạm thời mình cũng cần biết nó làm cách gì. Nhưng mà cái output nó, tức là nó báo cáo cho mình. Đó, nó ngược với cái đầu vô. Đó, thì nó người ta gọi là cổng NOT. Cổng ngược lại đó. Rồi cổng VA, mình nói luôn cái này tiếng Việt không sao, tiếng Việt gọi là bảng chân lý, nhưng mà tiếng Anh người ta gọi là người ta gọi là truth table, để mình sẽ viết ra cái chữ đó nghe. Rồi, ok, thì cái bạn thấy không, khi mà A input vô thì cái đường ra nó sẽ là 1, mà nếu đường vô nó 1 thì đường ra nó 0. Chúng ta chỉ có 0 và 1 thôi nghe các bạn, tức là giống như cái bóng đèn chỉ bật và tắt thôi. Ok. Rồi cái cổng VA là cổng AND. Cổng VA thì mình nghe nói VA thì dĩ nhiên giống như câu điều kiện của chúng ta thì mình nói hoặc là trời mưa hoặc là trời nắng, thấy không? Nếu mưa nếu trời không mưa và chúng ta có tiền thì chúng ta đi coi cine, đại khái như vậy. Cái câu điều kiện của mình hay làm ở trong lập trình là như vậy. Thì input nó có hai đầu vô, ở giữa nó làm gì cậy bà nó, thì cái đầu ra đây. Đó, thì cái bảng truth table, tức là bảng chân lý của mình sẽ có là nếu mà hai đầu vô thì cái chân lý là mình nói đời thường thì dễ quá rồi. Cái và đó thì nó phải thỏa mãn hai điều kiện thì cái đầu ra nó mới là đúng, đúng không? Còn tất cả nó đều là sai, đúng không? Đó. Rồi. Thì cái cổng người ta thường người ta vẽ cái cổng này nè, còn mấy cái cổng này thì cũng được nhưng mà nhìn nó hơi kỳ kỳ. Cái này nó quen mắt hơn, các bạn sẽ thấy nhiều nơi hơn. Thì khi mình học software engineering hay là computer science thì trong trường học thường nó cũng có dạy một hai lớp để cho mình hiểu những cái này là cái gì. Đó, thì khi mà các bạn vô học các bạn sẽ thấy những cái này thì các bạn sẽ biết nó là cái gì liền. Đó, bởi vì sau cái video này thì các bạn sẽ hiểu. Đó, cái cổng O tức là cổng hoặc đó, cũng giống gì mà nó viết cộng cộng vậy. Đó, thì mình nói là cái hoặc đó, trong đời thường của mình thì dễ quá. Trong đời thường của mình thì mày hoặc là cái này hay là cái kia, phải không? Cái thỏa mãn một cái điều kiện là nó được rồi, đúng không? Thì thỏa mãn hai điều kiện càng tốt. Đó, cho nên đó, là khi mà có thằng nào vô mà bằng 1 thì thằng ra nó phải bằng 1 rồi. Tức là điều kiện nào ta cũng cho là đúng hết. Chừng nào hai thằng vô nó điều kiện nó là không thì cái thằng ra nó mới sai, các bạn hiểu không? Rồi cái này về toán học hiện tại viết theo kiểu này nè. Đó, thì
Từ từ các bạn vô lớp thì các bạn biết thêm, nhưng mà giống như mình đọc gì thì nó cũng cũng không có khó, tính là khó phải không, nhưng mà mình giảng cho các bạn hiểu thôi. Thì cái cổng nen này là gì? Nen này nó có cái dấu tròn đây nè, nó giống en gì nè, nhưng mà nó có dấu tròn, thì nó giống hệt cái này, nó giống hệt cái true table này, tức là cái bảng chân lý này, nhưng mà nó ngược lại. Đó, các bạn so sánh thấy ngược lại không? Thì cái thằng trên này nó chỉ đúng khi cả hai cùng đúng, thì cái thằng ở dưới này á, khi cả hai cùng đúng thì nó nói ngược lại là nó là sai, tức là khi chỉ sai khi cả hai cùng đúng đó, còn mình nhất cả thì nó là một đó, bạn thấy không? Thì tương tự mình cũng có một số cổng như vậy, nhưng mà thường á mình học á, mình biết vài cổng thôi, cổng not nè, cổng and nè, cổng or nè, không có học cổng này luôn, đại khái cả cần cũng được không sao, cổng so cũng được nữa nè đó. Rồi cái true table mình cũng biết rồi ha. Thì một cái bên này nè, các bạn thấy, để mình zoom bự lên nữa, các bạn thấy không, cái này tiếng Việt mình á mình gọi là vi mạch, tiếng Anh nó gọi là con IC đó. Con IC là gì? Cái gì, Integrated Circuit đó, đại khái nó vậy, nó gọi cái tên thôi, là mình gọi là IC. Để mình tìm luôn, sẵn mình tìm luôn, what is IC, cái gì ta, electric, đại khái đó, electronic đó, đại khái mình Google là mình vậy đó, thấy không bạn, thấy không? IC là nó gọi là chữ Integrated Circuit, là nó là IC. Thì tiếng Việt mình hay gọi là con IC là nó vậy đó. Thì trong đó nó bao gồm cái gì nè, sơ sơ các bạn thấy nè, nó vẽ theo nó cũng là một cái con gate nè. Thí dụ mình nói cái con này đi, con này nó có cái mã số, mỗi con nó có cái mã số đó. Thì cái này cái con gate nè, cái cổng gate nè, hay cổng gate nè, thấy không? Thì có hai đường vô đường ra cổng, no, cái này gate mà nó còn cái này nữa, cổng and á, thì cái này là nen nè, nen nè, bạn thấy không? Cái này and và not là nen, kệ nó cũng có hai vô cái ra, hai vô cái ra, hai vô cái ra, rồi một có một cái cổng, một cái chân á, cái chân đó nó giống chân này là mask, cái chân này là điện điện như điện nguồn vô, ví dụ thường á computer rồi hay này nọ đó, nó hay cái con nguồn là 5V, còn cái ground á, tức là cái nguồn là zero đó. Thì bạn bạn thấy cục đen từ lùi này nó bỏ những cái con nen ở trong là bạn thấy không? Thì cái này nói lên điều gì? Nói lên á là cho các bạn thấy là những giống như một cái chương trình bự của mình, là toàn bộ cái này gồm những cái chương trình nhỏ, những chương trình nhỏ là những cái cổng nen no gate rồi đó, nó bỏ vô trong nó gom là thành một cái chương trình lớn hơn, thì nó gọi con IC này. Rồi con IC này người ta thiết kế này nọ, nó gộp là nhiều cái này nó ra một cái mạch đó, các bạn thấy không? Thì cái này, cái thiết kế này á, nó gọi là giống như là thiết kế từ từ dưới lên, tức là bottom up, giống như cái video trước mình có nói, tức là nó làm những cái này sẵn, rồi sau đó cái người mà thiết kế chế tạo đó mới dựa vào những cái nhỏ để mà làm ra những cái lớn, giống như cái thằng cha làm cục gạch thì họ chỉ làm cục gạch thôi, còn mình mua cục gạch về để mình ráp thành nãy kia cái nhà cho nó đẹp. Rồi bạn hiểu sơ về cái cổng logic ở trong computer chưa? Đó. Còn ở bên trong đó thì nó chi tiết hơn, thì thật sự mình chưa cần biết. Vậy là cũng ok rồi. Chừng nào mình học nghiêng về phần hardware đó, là về phần cứng nhiều á, thì mình sẽ học ở trong ruột của nó luôn. Thì giống như mình nói đó, mình không cần biết ở trong nó làm gì, mình chỉ biết cái đầu vô ở trong nó làm nhiệm vụ gì, rồi nó báo cáo cho mình. Đó. Rồi muốn biết ở trong rõ hơn thì người ta chuyên về cái đó, người ta sẽ học cái đó hơn. Rồi vậy là cái lý thuyết sơ sơ là như vậy, để rồi mình chỉ các bạn cái này nha. Rồi bây giờ để mình vô ngay cái chỗ thực tập để coi coi nó là cái này nè, để mình lấy cái địa chỉ của nó nha, địa chỉ nó là này, hoặc là bạn đánh vô logic get simulator nè, để mình đánh thử coi. Mình logic, cái này là cách để chỉ mình, bạn bạn tìm đó, hỏi ông Google simulator, tức là giống như là làm giả đó, giả lập đó. Nó giống như thiệt nhưng mà nó là trên computer đó, bạn thấy không? Nó có nhiều chỗ thì mình thử vài chỗ cũng được, nhưng mà cái chỗ này nó để coi coi nghe, để coi coi trial, để coi coi có cái chỗ nào không ta.
try online đó, đó try online là bạn sẽ thấy à, mình đóng cái này đi thì mình cái bo mạch này là của mình đó, mình những cái này người ta gọi là component. À, component là nói cái tên thôi chứ cái giống như là mình viết phần mềm ấy. Nó là những cái chương trình nhỏ hồi nãy mình có giảng rồi đó, thấy không? Bạn có cái AND gate nè, OR gate nè, SOR gate nè, NOT gate nè, thấy không? Bạn thấy không? Có nhiều gate, rồi có bóng đèn nè, rồi có cái này nữa nè, có cái công tắc điện nè, đó rồi. Thì mình làm sơ sơ cho các bạn coi nha. Ví dụ mình làm cái bóng đèn, mình cầm cái này mình kéo ra mình để ô cho tao một cái bóng đèn đó, rồi mình thử cái end gate coi sao, mình kéo ra cái mình thử đó, mình để đây, rồi tao muốn hai cái công tắc coi sao đó, hai công tắc đó, rồi bây giờ mình nói gian nha các bạn, mình nói từ cái này ra mình nói qua này nè, đó nó lên này đúng rồi, mình nói cái này nè các bạn đó đó. Thì hồi nãy là giống như lý thuyết là mình nhớ. Mới là cổng này là cổng AND gate. À, AND gate đó thì á, hai cái đường vô đó mình nhớ không, hồi nãy đó hai đường vô bằng một, tức là hai cái cả cả hai đường đường input nó là true thì bên ngoài nó mà true. Ví dụ như hiện giờ nó là false à, tại bởi vì nó không có màu nè, tức là nó tắt đèn á, nó đơn giản là nó không có điện đó. Mình bật điện lên một phần, thấy không? Cái đèn nó vẫn chưa sáng này, các bạn thấy không? Nếu mình bật hai cái đèn lên, à, hai 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 cái đầu điện hai bên này, cái cổng này thì các bạn thấy cái đèn sáng không? Thấy không? Ví dụ mình tắt một bên thì nó không có sáng. Tức là một trong hai thằng nó bật lên, nó có một thằng tắt là cái thằng này nó tắt à. Bạn thấy không? Đó, thấy không? Thiết kế nghe như vậy. Rồi còn ví dụ như bạn muốn cái cổng O thì nè, ví dụ như mình kéo cái đó, rồi mình cũng cần hai cái cổng tắt. Rồi mình cần cổng O, cổng O, thay mình cổng NOT trước để cho các bạn làm. Cổng NOT thì dễ quá rồi, nó cần một đường vô một đường ra thôi. Ví dụ đường vô là không có là không nè, đường ra là một, bóng đèn sáng nè. Đường vô là một thì đường ra là không có. Đó các bạn thấy không? Đơn giản không? Rồi mình delete đi. Mình làm cổng O nè, thử nè, các bạn thấy nè. Nối lại nè. Rồi mình nói lại nè. Nói là nè đó, rồi bây giờ đó thí dụ như không hai cái đều tắt hết đi thì cái đèn nó sẽ tắt, một trong hai cái này sáng, một trong hai cái này bằng một, bật công tắc thì cái thằng này nó mới sáng đó, bạn thấy không? Thí dụ thằng này lại đó, thấy không? Sáng, thấy không? Còn cả bật cả hai càng tốt ta cũng sáng, là cái này là OR gate đó, bạn thấy không? Đó thì người ta từ cái nhỏ này người ta mới 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 chế ra nhiều cái lớn hơn. Thí dụ như này mình thử nè, ví dụ như người ta chế là nếu nếu nếu, nếu mà có mình tắt cái bóng đèn này đi, mình bật để cái bóng đèn lại. Bây giờ đó mình nói bây giờ cái cổng gate này nó có hai input rồi, bây giờ mình muốn ba input thì sao? Đó bắt đầu mình là người thiết kế, mình chế ra nè. Giống như con IC nãy đó, nó có hai đầu vô thôi, nó không có ba đầu vô. Thì mình cổng AND thì mình chế là như vậy. N là như vậy nè, ba đầu vô nè các bạn. Đó, ba đầu vô mình chế như vậy. Thì khi á bạn thấy ba cái đầu vô nè. Ba đầu này mà tắt điện hết á thì cái ngoài tắt điện thì theo đúng như mình coi cái bảng truth table đó, hay là mình tự nghiệm ra đó. N nó là ba cái câu điều kiện này đúng thì cái đèn nó mới sáng đúng không? Tức là ba công tắc bật mới sáng, còn riêng rẽ thằng nào bật á nó cũng tắt hết, mình thử ra. Đó, tắt nè, thấy không? Đó, nó đã đèn đâu sáng đâu các bạn, thấy không? Ví dụ mình bật này đó, đâu sáng đâu mà đâu sáng đâu, thấy không? Thấy không? Hai này sáng thì thằng này sáng thôi chứ nó đâu có sáng cái thằng bóng đèn, thấy không? Đó thì chỉ có cả ba cái thằng này bật hết thì cái bóng đèn chúng ta mới sáng đó. Thì cái này á mình sẽ gom lại là trong cái computer mình á, mình vẽ cái cục giò giò vuông như này bạn thấy không, rồi mình gói lại thành thành một cái cục, mình đóng hộp lại thì là mình có cái end logic mà ba cái input đó, bạn thấy không? Rồi cái đó mình cứ bán, người ta bán có end gate nó có hai thôi, mình bán cái end gate mình có ba, được ba input đó, thấy không? Rồi người ta chế gì đó người ta chế thì đó, cái nguyên lý hoạt động của nó thì giống nhau đó, thấy không? Bạn thấy không? Tức là mình làm lập chương trình cũng vậy, mình làm xong rồi nó ngon lành, mình gói gọn là một cục, mình chỉ cần
đầu vô là cái gì, làm gì kệ tao, tao muốn thiết kế sao kệ tao, nhanh là tốt rồi, rồi cái đầu ra tao báo cáo đó. Thì giờ thêm một cái nữa các bạn, thêm một cái nữa, thí dụ như mình bây giờ mình muốn 4 input thì sao, à muốn 4 input, cái này sao mình delete ta, à mình delete gì đi đó. Bây giờ mình có 4 input là mình có 4 công tắc nè, thì bây giờ mình thêm cái and gate nè, đây nè các bạn, đó mình nói về đó, 4 input nó giống vậy nè, đó nó cũng đơn giản thôi, thấy không. Rồi mình tắt hết nè. Thì theo như mình định nghĩa cái get, cái end get là cái gì? End get là tất cả những cái input nó phải là một, nó bật hết thì cái output nó mới có. Đó, giờ mình thử coi, còn còn ngoài ra tất cả các trường hợp khác nó đều không có sáng bóng đèn nè, các bạn thấy không? Đó. Thấy không? Nè, mà muốn bật cái gì đó bật, miễn sao đừng có 4 cái thôi là nó được, thấy không? Mà thấy không? Đó, rồi bây giờ chúng ta thử bật 4 cái nè. Đó, cái đèn sáng, bạn thấy không? Thấy không, 4 cái đầu vô nó đúng thì mình mới, mới cái đầu ra nó mới đúng. Cái bắt đầu mình gói cái này lại, mình bán cái con IC của mình, con chip của mình cho người ta, là cái end gate của ta nó có 4 input vào, đó là người ta dùng đó, người ta thiết kế cái gì đó, người ta thiết kế đó, bạn thấy không. Còn có nhiều đây nữa mình chế ra nó là như vậy, computer nó là như vậy, 0101 là công tắc nè, bật 0101 gì đó, cái đầu vô rồi nó dựa vào mấy cái cổng này nó đi ra cái đầu ra, rồi các bạn thấy không. Rồi thì nó đơn giản vậy đó. Thí dụ như mình nói tạm gì đi, rồi để mình vẽ cái bảng này mình nói thêm cái này là bao nhiêu. Đây là bạn giống như mình chơi trò chơi là mình tự thiết kế được cũng được rồi. Thì người ta ở dưới đây người ta sẽ thiết kế ra cái bộ bộ đếm. À, computer mà nó ngu lắm, nó chỉ cái đếm 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nó cộng 1, cộng 1, cộng 1 thôi. Từ phép cộng nó suy ra phép trừ, rồi từ phép cộng nó suy ra phép nhân. Từ đó đại khái nó là như vậy. À, thì mình sẽ có cái computer nó từ từ những cái này nó ráp, ráp lại nó ra những cái bự hơn. Thì con computer của mình nó có khoảng 2 triệu, 2 tỷ con transistor đó. Con transistor nó giống vậy nè. Nó ví dụ mình nói 2 tỷ con này đi. Đó, trong đây nó có 1 2 con transistor nữa đại khái vậy. Thì các bạn thấy không, trong cái computer nó ghê gớm lắm. Đó, nó chỉ là cái này nó nói lại nhau thôi. Rồi. À, rồi, bây giờ để mình mở cái bảng trắng lên rồi mình nói sơ nói tiếp tục cái phần mình muốn nói trong cái video này nha. Thì cái bảng trắng của mình đây nè, đây là, rồi bây giờ. Đó thì bây giờ mình biết, như mình mới vừa biết rồi cái cổng này nọ đúng không, thì computer nó ghi sao. Thí dụ như mình có nãy là mình nói cái bóng đèn đó các bạn. Thí dụ mình có 2 cái bóng đèn, mình nói 2 cái bóng đèn này, mình nói 2 cái bóng đèn, rồi thì cái bảng sẽ có giá trị là hoặc là tắt tắt mình đổi màu đi chứ thôi nó bị lộn nha, mình đổi màu. Ví dụ như bạn nói tắt tắt nè, thấy không, hoặc là bật 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 thì giờ mình nói là 01 thôi nha các bạn, nói 01 đi đó. Thì mỗi cái này là bóng đèn, bóng đèn bóng đèn bóng đèn, thì khi nào mà nó sáng khi nào mà là số 1 và nó tắt khi là số 0, thấy không. Thì mình có, thí dụ mình có chỉ có 1 bóng đèn thôi đi, mình nói có 1 bóng đèn thôi đi, đó 1 bóng đèn thì mình chỉ có 2 trường hợp thôi đúng không, trường hợp 0 hoặc 1 tức là tắt hoặc là bật thôi. Rồi đơn giản thì giống như là mình quy định với bạn, thí dụ như mình nói khi mà tao bật thì tao có nghĩa là cái gì đó, thì khi tao tắt tao có nghĩa là cái gì đó. Thì cái bóng đèn đó, khi mà nó bật thì nó có nghĩa là nó sáng đèn, khi nó tắt thì nó nghĩa là tắt đèn, chỉ vậy thôi. Thì cái thằng thằng bạn mình nó kêu mình, hey mày bây giờ mày bật bóng đèn đi, thì cái mình bật nó lên là số 1 đó, thấy không, mình quy định kiểu nó quy định nhưng mà thấy không. Như vậy á thì mình chỉ có 2 quy định nè, mình muốn thêm nhiều thì lại không được đó. Thì bây giờ á người ta thêm một cái bóng đèn nữa thì mình có bao nhiêu giá trị, thì mình sẽ có 4 đúng không, giống như hồi nãy mình có cái bảng table đó, ví dụ như 00 nè, 01 nè, 4 trường hợp đúng không, 10 nè,
một một mình có bốn trường hợp đúng không? Đó, thì bốn trường hợp đó, ví dụ như mình nói bốn trường hợp là cái gì đó, ví dụ như là 1, 2, 3, 4 đi, thì thằng bạn mình nó nói bây giờ 1, 2, 3, 4 thì giờ nó kêu mình nếu mà mẹ ta không, mình nói với nó nếu mà tao nói một á, tức là tao nói, hay tao nói không đi, tức là tao nói cái này nè, mình quy định cho nó vui mà, không không thì có nghĩa là một cái nghĩa gì đó, phải không? Còn mình nói khi mà tao nói không một thì có một cái nghĩa gì đó, phải không? Thì mình có giống như là giống như mình quy định giữa giữa hai người, thì tao chỉ có bốn cái quy định thôi, tức là mà khi tao, tức là mình dùng hai cái bàn tay đó, đại khái cái bàn tay, cái này là cái tay bên trái, cái này cái tay bên phải, đại khái như vậy đó, cái tay cùi bắp. Rồi mình giơ tay hay là để tay lên, giơ tay xuống như đó, đó là mình quy định. Thì khi mà mình có hai cái bóng đèn thì mình có bốn trường hợp, là nhiều nhất mình không có làm hơn được nữa đó. Ví dụ như cái một bóng đèn, một bóng đèn, một bóng, hai bóng, bạn thấy không? Thì hai bóng có trường hợp. Bây giờ ví dụ như ba bóng thì sao, ba bóng thì sao đó, ví dụ như ba bóng thì sao, nó có bao nhiêu trường hợp? Thì ba bóng đó các bạn sẽ thấy là nó sẽ là 8 trường hợp. Vậy các bạn có thể thêm vô, thí dụ như nè. Đó, đó. Bây giờ mình có 1, 0, 0 nè. 1, 0, 1 nè. 1, 1, 0 nè. 1, 1, 1. Đó, các bạn thấy không? Thêm 4 trường hợp nữa, thấy không? Là 8 trường hợp. Thì cái công thức của nó sẽ là 2, tức là 0 hoặc 1, lũy thừa 3 bằng 8. Thì cái này là cái số bóng đèn nè các bạn. Đó, thì trong computer mình á, thì mỗi cái bóng này đó, người ta gọi mỗi cái bóng này á, thì nó coi như là một bit. Đó, mình gọi là một bit là không. Đó, bạn thấy không? Thì á, Hương, để kéo này nhỏ xuống, ý, kéo này nhỏ xuống chút nha. Đó, rồi, thì... Rồi cái computer đầu tiên thì người ta là làm ra là 8 bóng hay là 8 bit đó. Thì mình có là 4 là 8 nè, thì mình có số đầu tiên là 2 nè. Thì hồi nãy phía trên mình có nói đó, 2 lũy thừa thêm bao nhiêu bóng, và 8 bóng thì là 8 bóng, thì là 256 cái trường hợp có thể xảy ra cho cái bóng bật với tắt. Đó, các bạn thấy không? Thì cái này để làm chi? Cái này để nó là như vậy. Thì khi á, mình người ta ví dụ mình nói quy định, quy định nó là đổi màu, và quy định là 0000000, quy định computer nói cái này là chữ cái letter A đó, đó. Rồi cái quy định 0001 nó không có chính xác như vậy đâu nha các bạn, nhưng mà mình thí dụ cho các bạn biết đó, thí dụ như vậy. Đó, ô cái này đó, thí dụ như vậy. Thì nếu vụ ví dụ 8 bit, mình đã quy định, computer đã quy định rằng bóng đèn tắt hết thì mình có là chữ A, có cái mà có một số 1 thì là chữ B, có số này thì là chữ C. Đó, thì nó được 256 ký tự nha các bạn. Đó, đại khái như vậy, đại khái thôi để cho các bạn hiểu thôi. Thì khi mà ví dụ như mình in lên màn hình một cái chữ A thì cái computer nó không có biết đâu các bạn. Nó in, muốn in lên màn hình một chữ A là mình nói, mình viết cái ngôn ngữ là tao muốn in lên màn hình chữ A là write gì đó đại khái. Thì nó nói với cái computer á, ê mày in lên cái ký tự này cho tao. Đó, thấy không? Thì khi nó in lên ký tự này á, thì nó đã quy định sẵn rồi. Nó chạy lên cái màn hình đen đen của mình á, nó vẽ lên như vậy đó các bạn, nó vẽ chấm 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 gì đó, đó đó, cái nó ra chữ A cho mình thấy đó, tương tự chữ B C D rồi đại khái như vậy đó, các bạn thấy không? Rồi cái computer là nó quy định như vậy đó. Rồi sau khi 256 thì nó ít quá, tức là 8 bóng ít quá, khi bắt đầu và các bạn có nghe người ta bắt đầu người ta nói 16 bit máy, 16 bit rồi từ từ máy 32 bit, bạn thấy không? Bây giờ bạn nghe cái từ 64 bit đó. Thì mỗi lần nó tăng lên 2 không có nghĩa là nó tăng lên 2, đúng không? Thì ví dụ 16 bit tức là 16 bóng đèn. 16 bóng đèn thì là 2 lũy thừa 16. Này là 2 lũy thừa 32.
cái này bằng 2 lý thừa 64. À, để coi mình bật lên cái ha bật calculator của mình. Đây mình coi nha. Bấm lại số 0 nè. Bây giờ mình nói bấm 2 lũy thừa 32, mình nói 32. Wow, là cái số này là mình có là nhiều 4.000 tỷ đúng không? No, 4.000 triệu tức là 4 tỷ đúng không? 4 tỷ, rõ, 4 tỷ. Đó là 32 bit là mình có 4 tỷ cái trường hợp khác nhau. Đó, mình muốn quy định nhiều quy định nhưng mà có 4 tỷ cái trường hợp khác nhau. Còn thí dụ như mình lên 64 thì nó làm sao? Mình lũy thừa 64 bằng, trời ơi, giờ bạn bạn thấy không? Cái này á, chín số là tỷ rồi đúng không? Chín số nữa là tỷ, 18 tỷ. Bạn bạn thấy không? Bạn muốn no, no, 18 tỷ tỷ. Tức là hồi nãy mình có này nè, mình có đây nó có 4 tỷ thôi. Mà bây giờ nó bằng bao nhiêu đây nè? 18 tỷ tỷ. Đó, bạn thấy không? Không có nghĩa là mình nâng lên cái bóng đèn gấp đôi là những cái trường hợp mình á, nó có nhiều lên gấp đôi không, nó nhiều lên cái kiểu lũy thừa như vậy á. Cho nên nó bạn thấy nó tăng lên được phân nửa là nó ghê gớm lắm, tức là bao nhiêu trường hợp đó. Rồi bây giờ mình nói thêm một chút đây, đây coi, kéo lên cái này nghe. À, kéo lên này chút đó. Rồi rồi thì các bạn nghe cái memory, memory là bạn nghe cái từ đổi đi, đổi màu đỏ đi, là bạn nghe từ RAM. Thì cái này là Random Access Memory, đại khái nó viết tắt một cái chữ gì đó. À, thì kệ nó đi, tạm thời mình biết nhiều thêm mà mình lại rối tung. Thì hồi nãy nói 8 bit đó, bạn nghe ví dụ như 1 gig RAM nè, hay là 8 4 gig RAM nè, hay là 8 gig RAM nè, 16 gig RAM, đại khái như vậy. Okay. Thì nó là gì? Ví dụ như mình đơn giản mình nói một byte đi. À, sẵn mình nói đây luôn thì người ta quy định á, người ta quy định nha các bạn, 8 bit là 8 bóng đèn á thì nó bằng một byte. À, người ta quy định á, giống như là ngàn ngàn mét thì bằng 1 km, đại khái vậy thôi. Ok, là ví dụ như mình có 8 bóng đèn, hồi nãy mình nói đây nè, nãy mình nói nè, 8 bóng đèn đó là một một byte, đó là 8 bit. Thì trên memory nếu mà mình chỉ có một một cái trường trường a nó không phải một trường hợp, mình chỉ có 8 bit thôi thì tức là mình có 256 cái trường hợp thôi đúng không? Mình có 256 cái trường hợp thôi đúng không các bạn? Đại khái vậy đúng không? Thì cái số RAM này của mình á, nó càng lớn á, thì cái số này nè nó càng bự nè, bạn thấy không? Ví dụ như nó thay vì nó 8, bạn cho thấy là nó nhiều hơn, ví dụ như 5 8 này, 8 này. Nói thí dụ thôi cho các bạn hình dung đó, hiện vậy đó. Thì mỗi cái quy định này, mỗi mỗi một cái trường hợp này nó là làm quy định, giống nãy mình nói con số a, cái letter a b c đó, thì trên RAM nó cũng vậy luôn đó các bạn. Trên RAM nó cũng quy định, nó có sẵn một cái mớ như vậy tùy theo cái dung lượng của RAM. Thì mình để mình vẽ cái hình cho nó giống như nó bự lên thì giống như là mình dễ tưởng tượng hơn đó. Ví dụ như vậy thì cái này là RAM nè, mình nói thí dụ như vậy đó. Thì mỗi một cái dòng này, trời ơi, mỗi một cái dòng này mình, ô trời ơi, sao kỳ vậy, mình vẽ nhỏ nhỏ thôi gì, ơi sao kỳ vậy ta, thôi mình vẽ gì thì vẽ chậm chậm cho nó hả. Thì mình nói thí dụ như cái này đó là một byte đi, một byte tức là 8 bit đó. Đại khái như vậy thì nó chứa một con số, giống như mình biết là một byte thì nó hồi nãy mình nói đó ha, là 256 tức là từ 0 đến 255 đó. Đó thì cái này nó chứa giá trị được nhiều đó đó. Thí dụ như cái program của mình, cái chương trình của mình sinh một byte hay là sinh một cái integer, thí dụ như integer nó có 4 byte, ví dụ như mình integer người ta quy định đó, integer bằng 4 byte. Ốp, cancel. 4 bài, 4 bài tức là mỗi bài là 8 bit đúng không? Thì mình nhân cho 8 thì mình bằng 32 bit, tức là 32 bóng đèn đó các bạn. Đó, ví dụ như số này thì mình có thể chứa được cái số ví dụ như là 2 tỷ, 2 tỷ.
Đó, cái số ví dụ như 0 hay là 1.000 hay là 9578 thì gì đó đó, thì cái mỗi mỗi cái hàng của nó là một một integer đi, mình nói thí dụ 4 bài thì nó chứa được cái con số như vậy đó. Đó là trong memory đó, mình xin càng nhiều thì nó cho càng nhiều cho tới hồi cái hết cái RAM của mình đó, bạn thấy không? Đó, RAM của mình khi mình xin nó cho là cho vậy đó. Rồi thì các bạn hiểu sơ về cái RAM của nó là cái gì rồi, đúng không? Ok. Rồi, video này chỉ nói về logic gate, tức là cái cổng logic, và sơ sơ về giống như là máy mình nghe bao nhiêu byte hay là bao nhiêu gigabyte, một cái byte còn có cái bit này nọ nữa. Bit là mỗi bit là một bóng đèn vậy thôi, thì tại sao nó có không một là như vậy, thì nó không có những cái giữa chừng, nó chỉ có không một thôi, rồi nó làm phép tính cộng với nhau. Thì nếu mà mình nói nữa các bạn sẽ ngán, nhưng hôm nay mình chỉ nghe giống như mình hiểu đại khái nó có những cái thứ này nọ như vậy là ok lắm rồi. Rồi thì những cái video tiếp theo đó mình có thể mình nói về những cái vấn đề khác, rồi bạn sẽ giống như là mình xem xét là mình ưng cái hướng nào thì mình đi học mình sẽ theo cái hướng đó nhiều hơn, đại khái như vậy. Nhưng mà căn bản á, thì ai học computer cũng hardware hay software, tức là phần mềm hay phần cứng, đều cũng phải trải qua những cái mà rất là căn bản để mà hiểu nó hoạt động là sao thôi, mình không cần biết chính xác. Rồi video cũng dài rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi, chào tạm biệt, bye bye.